thầy lúc đang ở cái trời người ta, cái trại người ta. Cái trại này không biết trại của ai, quen quen quá. Chỗ này như thế này, con chuột nó hẻo lắm mẹ các bạn ơi. Bây giờ lúc xem khi mình lè đi nó. Wow, rõ lắm. Rõ giống như cụ hay đi chơi rồi nhảy múa ở đây này, nó lính lăng này. Chắc lúc bay ở đây luôn. Bay ở đây luôn. Biết được nghe máy trúng. Thấy chỗ nào mà con chuột nó đi là bay hết thôi. Không cần mình rưới đâu, rưới quá chắc cũng trúng rồi. À, bẫy chuột. Năm này là năm chuột, đi bẫy chuột cho nó chắc. Cặp nó nhồn quá, không sao đâu. Cô ở đây chắc quăng đông nhỏ nhỏ này. Bôi bôi rồi. Nhìn phát biết liền e nha, bôi bôi rồi. Lúc đang bay chỗ gần trại, trang trại người ta. Đây là ruộng đất người ta, ruộng người ta. Mình bay gần ruộng người ta để biết nó có trống không nữa. Mình thấy ở đây nó linh linh lòng rõ, biết thử luôn. Ở đây thì mình thấy nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm ở đây là gì? Người ta ăn trộm bẫy mình này. Bẫy thôi, cứ bẫy thôi. Hên xui, trộm thì ăn trộm cho nó luôn. Năm mới cho nó luôn, lì xì. Mình biết tại sao bởi vì mình bởi vì rút đi bay này sớm á các bạn. Trưa mà bay 10 giờ, 11 giờ. Bay chiều thì không kịp. Bay trưa thì sợ người ta ăn trộm. Đó, xe người ta đó, cái đường. Biết đứa nào nó ăn trộm. Vì rút bẫy, cái bẫy này là nếu mà không trúng á, rút sẽ để 3 ngày. Trong vòng 3 ngày mà không trúng, rút sẽ đi lơi lại. Đó, các bạn. Bây giờ thì rút sẽ đi đường cà phê. Bởi vì đi đường cà phê đó là tránh được mấy đứa nhỏ nó chăn bò. Thấy đứa nhỏ nó thấy mình bẫy á, đường cà phê ơi lên núi kìa các bạn ơi. Chào tất cả mọi người nha, chào buổi sáng các bạn ơi. Hiện tại là buổi sáng rồi mà mê xem một bế ở trên kia xong cái nhà gì nãy hôm qua bảy đó, các bạn còn nhớ này không trúng nên bây giờ lúc sẽ đi qua đây. Hôm qua lúc con có bế ở đây này các bạn ơi, đi qua đây hôm qua lúc có bế ở đây này đúng không? Ở đây này, hôm qua này. Mà lúc nó em qua nhiều quá đó. Thấy rồi. Thấy gì ta? Bởi ở đây em qua nói là thấy cro thấy gì đó, mít có trúng này đó. Xem thử. Ở đây em qua này, đồ ta. Đồ ta. Đây đây đây. Wow các bạn ơi. Wow. Trúng chuột Đây các bạn ơi. Wow. Wow. Vịt nó mày vô về đừng nghĩ. Sướng quá các bạn ơi. Dữ quá. Dữ quá các bạn ơi. Nè chuột này ngon lắm rồi các bạn ơi. Núi thì nhiều sóc lắm các bạn ơi. Mình được xem thử nha. Ở đây này, bởi mình ở đây này. Cái gì kia? Cái gì kia? Cái gì này các bạn ơi. Trúng này các bạn ơi. Đây này các bạn ơi, trúng này các bạn ơi. Trúng các bạn ơi. Dạ dạ dạ, quay 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 không ạ. Tốt tốt lạ. Dạ vào bọc mùn. Mùn gì. Mẹ lời. Anh rê biết lỡ. Không làm. Nhìn nồ, dạ cạ, bơ phê cạ, dạ tự đợi ơ. Vâng.
Dia kait lah. Ini. Ikra, coba ikra. Yuk kakak joh lah. Tipit lah. Tipit ya, rong. Bang. Lihat. Nyebat aja. Nyebibi bang. Eh. Nyebat aja. Bikra, ngakak. Nah. Bikra, bikra, bikra. Nggak jodoh lah. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì hồi nãy là sáng nay là Rúc đi xem bãi chuột thật các bạn đúng không? Trúng rồi các bạn ơi, trúng chuột và trúng sóc rồi. Đó. Bây giờ thì anh em chúng tôi tất cả anh em bạn ơi. Đủ giỡn rồi, giỡn rồi. Mình đang tỉnh quá. À được, đây xa tầng rồi. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi lên trên kia. À, sẽ đi ra ngoài ở trong rừng. Đó, ở được ở trong rừng. Nha các bạn ha. Đó, ở đây. À, đây. Hello mọi người. Đó, đây là cái gì? Đây, đây là con người gì? Đây là cái xôm. Mình đi lên núi. Nơi xôm là toác là. À, đúng rồi toác. Ờ biển sâu vào. Ừ, nơi cái đèn nè các bạn ơi. Đây. Đây. Ờ phải đeo khẩu trang nha, virus corona. Virus corona các bạn nha. À. Đây, anh em chúng tôi đi có gì cũng ở rừng hết nè, con lộ đây. Đi ra ngoài ở rừng nha các bạn ơi. Bây giờ thì anh em chúng tôi đang đi lên núi các bạn ơi. Anh em chúng tôi sẽ đi ra ngoài ở núi. Có rất nhiều người ở đó, người ta rủ chúng tôi nên chúng tôi đi. Không phải người ta đâu. Các có cha gọi các bạn ơi, cha trong nhà thờ á các bạn. Cha trong nhà thờ gọi nên anh em chúng tôi đi lên núi, đi ra ngoài đi chơi. Rồi mua là mua người ta gọt mì này, người ta phơi đây này các bạn. Đó. Mì bây giờ là 1 ký rẻ lắm các bạn ơi. Giờ dịch đó, giờ dịch với corona này đó. Xuống rồi. Bởi vì anh em chúng ta không phải mà mì người ta xuất qua Trung Quốc chủ yếu mà nên nó bị ảnh hưởng rồi. Việt Nam chắc chắn là ảnh hưởng là chuyện bình thường. Hello xin chào cả mọi người. Giờ này chúng tôi đã đi được cần một nửa rồi ạ. Một nửa rồi. Giờ suy nghĩ chần chỗ này xíu. Bởi vì chỗ này có thấy phong cảnh chỗ này rất là mát mẻ nè. Giờ anh em sẽ nghĩ chỗ này xíu. Thế nên mình sẽ lên tiếp nha các bạn ơi. Mệt quá. Siêu đèn đô hết. À mồ hôi rồi nè. Mồ hôi đâu, mồ hôi đâu. Mồ hôi đâu. À mồ hôi có, các bạn ơi, mồ hôi có. Sao các bạn ơi, đứng đây nhá. À đẹp chưa các bạn ơi? Bây giờ hiện tại anh em như tôi đang đón mặt tại đây. Đây xung quanh mà mọc núi. Chúng đây. Mà thành bạn á. Ấy chấm mì ơi. Dạ. Bây giờ thì thứ mà cho các bạn đây là con sóc nha bạn ơi. Đây. Lông tuyết đơn hả? Đây con sóc. Ok đây là con chuột được bạn ơi. Hôm nay là sáng này là có nhiều bạn nào thấy thì bắt được 2 con thôi. Này chuột nó tuyết trúng hết rồi. Đủ bơi 100 cái bơi mà trúng 2 con à? Corona bây giờ. 5 cái bơi thôi, đây 5 cái bơi thôi. Bơi trúng 2 con. 100 cái bơi trúng có được 2 con nè. 100 cái bẫy sao giờ nó về được đúng không? 5 cái bẫy thôi. Hả? Giờ hiện tại thì có rất nhiều 1 2 3 4 5 90. Nhiều lắm, không đếm nổi. Đó, ở trên kia là con gai không nha. À, chắc nhỉ. Còn thế nhỉ là mặn đấy. Cháu người ấy. Bạn đặt cái trẻ làm gì ạ? Đừng hấp. Học cái cây toát thì làm gì không biết là cái gì hết á. Là coi cái gì không biết á. Nấu nói chung như chuột các bạn nghe. Chuột sắp rồi. Như là nó làm 3 nấu. Hơn 10 người quá. Hello mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái quát. Toát. Toát kìa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn nha. Ăn nha. Bây giờ lột ra. Lột ra lấy cái phần dưới các bạn em. Lấy phần mềm đấy. Lấy hôm qua là tai ấy sút đen đi chặt ở rừng các bạn nha. Giờ hôm nay biết anh em qua lại ý là kết thúc Tết thì giờ lưu á nên tai sút đen quyết tâm là hình như là từ 3 giờ đúng không? Ơ từ 3 giờ kém đúng không? 3 giờ anh em 3 giờ anh em mình đi chặt. 13 giờ luôn á, 3 giờ tối luôn á. Chúng tôi cũng phải ăn ở tối. Còn cây kia là đặt ở nhà hàng nha. Cây hàng không được gì. Được tô lạnh thiên nhiên. Bà con ơi, bà con có biết hát đâu, đây mình đang chụp bài hát. Mày. Giờ ngồi cái này tốn. Ủa sao vậy bố? Phải vô cá đó. Ôi, mọc quần đi. Mày là tay này. Hà hết luôn, bước hết luôn nha.
Rồi. À, cưng quá các bạn ơi. Quay vô. Đây có phần mềm rồi mà. Ôi, nhìn thấy ngon quá. Ăn nó ngọt ngọt lắm rồi các bạn ơi. Xin chào các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay ông lại tiếp tục làm clip. Làm cái quả siêu to khổng lồ khổng lồ. Ê, siêu to khổng lồ đây. Sao là toạc toạc cân nhỏ rồi mọi người ơi, cân thấy cái gì không biết nữa, thấy cả sâu nó thấy cái đọt nó ui cái ruột của nó vậy, cái ruột của nó cân thấy cái ruột của nó rồi mọi người ơi, ui vô nhìn cái to nha, lôi có một chút kìa. Các bạn thấy hồi nãy mất con anh em của tôi dắt lên đi bạn. Thấy có vỏ không? Bây giờ anh em không có lột trước sợ thì nó sẽ ra cái màu mà đỏ. Ăn không ngon anh em. Cái này mình là cái này nếu mình lột thì mình chế biến ngay luôn. Bạn nhé. Nếu mà không. Đây là giờ làm qua tay người dân. Cái đây mình chặt thôi các bạn nhé. Ui. Cái đây là chặt thôi, không lấy đâu. Sao mình nhìn giống con cu vậy? Các bạn ơi ăn ngon quá. Ngọt ngọt, cay cay. Chào tất cả mọi người nha, hiện tại thì anh em chúng tôi đang ở núi rừng nhưng mà có một rượu rất là đặc biệt nhưng mà đến từ Đà Lạt thôi các bạn, rượu chát Đà Lạt thôi, chát thôi nha, không say đâu các bạn ơi, luôn là chát rồi không say đâu đó, đẳng cấp whip nha các bạn ơi, xong trong núi whip đó mới đưa ra đó, còn cái có luôn trong núi có gần ngày luôn, cái xin lắm mọi người nha. Ô xin nhờ hot Greek luôn mà hot Greek nó là Greek luôn là mọi người. Chẳng mê ơi đây. Đây một ta. Tục làm kênh vlog. Chập nhỏ hả? Các bạn ơi, tức không? Tức lắm. Với chắc cái lá này. Yêu. Đồ phá mày. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một clip. Làm thiết chút khung lồ mọi người nha. Cái gì bà đèn nó làm khung lồ hết rồi mọi người. Nè, vợ bộ đôi á, chọc gì? Dạ, vợ bộ đôi hả? Đây nè, bộ đôi nè, bộ đôi nè. Đây là gió rồi các bạn ơi. Gió đè tùng cùng lưới từ rừng luôn. Bắp chuối. Bắp chuối, lưới từ rừng luôn nha các bạn ơi. Cái gì ở trong rừng hết á. Sao nó nằm trong túi hả? Nó trong túi bên bảo lô. Mọi người nghe thôi đừng tin nha mọi người nha. Cái này là mà. Cái này là chúng tôi còn ở trong chui xét. Không á. Bài xét. Là cho con trong rừng thôi. Cái này không phải là chui ấy. Cái chui này là nướng. Nó hẻm. Hẻm nhưng bạ. Hẻm nó. Hẻm ngon ngon. Đặng là chua chua hay cay thôi. Ô nô nhục phá ra. Hẻm tôi chịu chữ chàng đâu. Hiểu rồi, nghĩa là đủ hiểu rồi. Bây giờ bơ thì... Bây giờ chúng ta sẽ nướng cái này thôi. Nướng nha các bạn ơi. Cái đó nó ngọt hơn, nó ngon hơn. Nhu hè cái gì rồi? Tàn lắm. Nhu hè tàn lắm. Đi làm vlog. Này nhiều YouTuber quá chứ đừng già. Em xin giới thiệu tên em Ma Văn Thiêu. Nó đang cậy em mọi người, nó cậy tí nó xin với cô thế. Bà đây á, bà đây nó làm đồ bếp á. Đẹp không mọi người? Đẹp lắm. Đẹp vô lờ rồi. Cũng may anh em tôi ngày hôm nay là anh em tôi dừng chân ở chỗ ngay cái chỗ bông mát cây sung của bà nha. Cái sung rừng các bạn nha. Tay mình ăn rất là tốt cái sức khỏe các bạn nha. Đây, cái này các bạn nha. Đây. Ê. Ê nó có sự.
Nhìn dục cái sườn đấy các bạn nha. Ui, chặt chát, ngọt ngọt, đắng đắng. Uống được các bạn ạ. Tay, nhấc tay. Ô, mình biết làm à. Ôi, từng là lâm tặc rồi. Ô, mình lâm tặc lâu rồi. Nó cái đấy hoặc cái dâu về nhà ngài chú nó mình chào xong. Mình nhìn mặt mình biết lình mà. Biết chưa? Biết nhỉ, mình biết. Nhìn kỹ mà đây nè. Kín à? Kí rồi, kí rồi, kí. Màu lâm tặc bên này bị. Mò, mò. Màu chưa lâm tặc này này. Mò. Mò bị. Mò. Ô, bị mặt. Nó là cá nó. Lâu chào mọi người nha, kẻ đẹp nó biết làm thịt luôn mọi người. Làm thịt luôn, kẻ đẹp. Kẻ đẹp bây giờ like mọi người nha, ôi quên là làng xóa nha. Nhé cả lắm hơn mày ạ. Cả mày tăng chấp đấy. Đồ siêu đen là cái gì nó cũng biết làm hết mọi người nha. Đấy, đó là siêu đen mọi người nha. Đen vlog hả? Đen, đen hơn Phúc Vlog. Phúc Vlog thấy đẹp hơn đây nè. Phúc Vlog đẹp trai hơn. À đúng rồi, em nói 25 em rồi. Đồ Phúc Vlog mà sơn tập gì mà. Giống Sơn Tùng mà. Giống Sơn Tùng mà, nó nói là. Sao mình đen vậy ta, nhìn lại gương. Mẹ bơi hả? Mẹ cao. Đây là món mà anh em chúng tôi gọi là đặc biệt nhất. Và bây giờ là Itai đang chế biến. Chỉ có Itai thôi mới chế biến được món này. Tất cả các cô gái không thể chế biến được. Wow, các bạn ơi, đây. Ôi, ô mẹ. Bị đâu hả? Bị cú tay. Thôi đừng bị doa ta, ta đuôi với em á. Sướng lắm các bạn ơi. Ở trong núi mà có cái võng luôn thấy chưa? Cái võng để ngủ luôn. Mình đi dãy ngoài mà nên gọi là có cái võng luôn. Đó, đây. Nằm ngủ đàng hoàng luôn các bạn ơi. Phía bên này thì ngồi chơi, ai thích ngồi chơi chơi. Ai thích tự sướng rồi chụp ảnh luôn. Đó, ai thích lên núi rồi có mấy em lên núi rồi đi tới lên kia. Đó, thì phía bên này đó. Bên này nước có nước tắm luôn các bạn ơi. Bên kia có hồ tắm kìa. Nè, đó mấy bạn đang nghỉ ngơi rồi tâm sự với nhau, hẹn hạ với nhau. À, đỉnh núi này xuống như này là nó rất là mát. À, vui lắm các bạn ơi. Rồi, dừng video tại đây nha, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn một video tiếp theo nữa. Bye bye.